người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể đức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn đang hiện diện nơi đây. Xin Chúa ban cho thế giới của chúng con có một nền hòa bình thật sự, khi mọi người biết yêu thương nhau, biết thông cảm và tha thứ cho nhau, biết nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Xin Chúa cũng nhớ đến tôi tớ Chúa là ông bà tổ tiên của từng người chúng con, những người đã cách này cách khác giúp đỡ chúng con trên đường đời, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh và thế giới chúng con được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Thank you.
Xin Thiên Chúa đây đứng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Kính thưa quý vị, việc lãnh nhận bánh thánh chỉ dành riêng cho những người Công giáo đã đủ điều kiện. Xin những ai chúng ta chưa phải là người Công giáo xin vui lòng không lên lãnh nhận. Xin cảm ơn. Ôi đồng bê lên thoáng, Chúa nhân ơi, từ trời hạ sinh xuống thế, mong kiếm người giữa trần gian. Nào cùng vui lên, người có trần gian hoa hay mừng vui, đón cho ngôi ơi, là đấng tối có uy quyền, người đã bên cho gian cho, người đến để đêm, nguồn công trinh đêm nguồn yêu thương. Nào cùng quý vị đã về đây để phục vụ. Cảm ơn anh em trong ban âm thanh Ánh Sáng Anh Vịnh ở thị trấn Tiền Hải. Cảm ơn sự hiện diện của quý bà con dân làng, bà con tôn giáo bạn. Cảm ơn tất cả các vị trong Hội đồng Giáo xứ Tân Cựu, các ban ngành, đoàn hội, ban kèn, ban trống, cũng như ban ánh sáng, ban trang trí, các ban ngành. Cảm ơn tất cả anh chị em, giới trẻ, xa quê. Chúng ta cũng đã nỗ lực ở Hà Nội, dù xa chỗ này chỗ kia, chúng ta vẫn cố gắng tập trung lại để tập những các tiết mục văn nghệ. Cảm ơn các em huynh trưởng, thiếu nhi, ấu nhi và chiên non. Tất cả chúng ta cảm ơn các ca sĩ, các đoàn đến từ giáo họ Minh Châu, giáo họ Kính Danh, cũng như các ca sĩ đã đến góp vui cho chương trình Hoan Ca hôm nay. Để thánh lễ và đêm hoan ca của chúng ta diễn ra được thành công, chúng tôi cũng không quên cảm ơn Ban An ninh Trật tự xã Nam Hải. Cảm ơn tất cả quý cụ, quý ông bà và anh chị em. Chúng ta đã hy sinh tinh thần, vật chất và chúng ta cùng nhau làm cho đêm Giáng sinh này trọn niềm vui. Nhân dịp mừng lễ Giáng sinh, xin kính chúc quý cụ, quý ông bà và anh chị em đang hiện diện nơi đây một mùa Giáng sinh thánh thiện, an bình và năm mới sắp tới 2016 tràn đầy phúc lộc của Chúa Hài Đồng. Thay mặt cho bà con giáo dân, giáo xứ Thục Thiện, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các ban ngành địa phương xã Nam Hải đã đến huyện Tiền Hải và tỉnh Thái Bình đã đến thăm chúc mừng tặng quà trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua và hiện diện trong buổi tối hôm nay. Kính chúc quý vị và gia quyến lễ Noel an lành, một năm mới an khang, thịnh vượng. Giờ đây chắc rằng công tác tổ chức của chúng tôi cũng không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong quý vị và các bạn cũng như cộng đoàn chúng ta thông cảm. Giờ đây xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lãnh nhận phép lành trọng thể.
Thiên Chúa vô cùng tiền hào đã nhờ con của Ngài nhập thể mà xua đuổi bóng tối trần gian, và nhờ con của Ngài giáng sinh vinh hiển mà sáng soi đêm cực thánh này. Xin Ngài xóa tan bóng đen tật xấu khỏi anh chị em và chiếu soi tâm hồn anh chị em nhờ ánh sáng nhân đức. Thiên Chúa đang muốn nhờ thiên thần loan báo cho các mục đồng niềm vui trọng đại con Ngài giáng sinh đem lại ơn cứu độ. Xin Ngài đổ tràn niềm vui vào tâm trí anh chị em và làm cho anh chị em thành những người loan báo tin mừng của Ngài. Thiên Chúa đã dùng việc ngôi lời nhập thể của con Ngài mà nối kết đất với trời. Xin Ngài cho anh chị em được tràn đầy ơn bình an và lòng thương mến của Ngài. Lạy xong, chúc anh chị em đi bình an.